trong suốt 7 ngày nghỉ Tết từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia bình quân ngày đạt khoảng 24.300 MW. Sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày khoảng 440,6 triệu kWh trên ngày, giảm 30,3% so với ngày thường của tuần trước Tết. Cùng với đó, công suất tiêu thụ điện toàn quốc giờ thấp điểm giảm, chỉ bằng khoảng 60% so với ngày bình thường. Đặc biệt, trong suốt kỳ nghỉ Tết, cả nước không xảy ra tình trạng mất an toàn về điện, cũng như không để xảy ra sự cố cháy nổ do điện. Để có được kết quả này, EVN và các đơn vị thành viên đã xây dựng phương án và bố trí hàng trăm nghìn ca trực đảm bảo điện trong cả nước, luân phiên 24/24 giờ. Các trung tâm chăm sóc khách hàng cũng luôn ứng trực, sẵn sàng trả lời bất kỳ thắc mắc nào của khách hàng dùng điện. Do đặc điểm phụ tải thấp trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Tết, điện áp các hệ thống điện miền và hệ thống 500 kV tăng cao, nên Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia và các trung tâm điều độ hệ thống điện miền đã điều phối việc tách một số đường dây cao áp và siêu cao áp ra khỏi vận hành để đảm bảo điện áp toàn hệ thống nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn. Một số ít các sự cố thoáng qua do người dân thả diều, thả bóng bay, bắn dây kim tuyến lên đường dây điện đã được các lực lượng ứng trực xử lý kịp thời, khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Nguồn điện an toàn, ổn định đã góp phần giúp người dân cả nước có một cái Tết tươi vui, trọn vẹn.